Bà Vũ Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 22 tháng 5 năm 2016, chúng tôi xin giới thiệu quý vị 3 chiếc giường Vũ Vụ, 2 chiếc mét 6 và 1 chiếc mét 8. Quý vị đã xem trên mình đây là chiếc mét 8 nhân 2 mét, được làm gỗ vụ và chọn vân rất là đặc sắc và đẹp. Mẫu giường này là mẫu giường hiện đại, kiểu giường chữ X, toàn bộ là tháo rời hết. Ở đây chúng tôi vừa mới hoàn thiện xong phần tạo nạo của chiếc giáp và đang nắp lên để quay cho quý vị, giới thiệu quý vị xem 3 chiếc giường gỗ vụ kiểu dáng chữ X và 2 chiếc mét 6 đục hoa hồng ở vách. Toàn bộ 3 chiếc giường này đều làm chất liệu gỗ vụ hết, bảo hành mãi mãi. Và như trên mình quý vị đã xem là đa cả 2 chiếc tủ góc gỗ vụ, một chiếc đã được hoàn thiện và một chiếc đang được để mộc. Quý vị đã xem trên mình là 2 chiếc 1m6 x 2m. Tính trong lòng giường là 1m6 2m. Và 2 chiếc giường này là đục hoa hồng cài vách rất là đẹp, mẫu mã rất là đẹp. Sát chi tiết quý vị vừa xem. Quý vị có thể liên hệ theo số điện thoại ghi trên hình hoặc gửi tin nhắn qua chúng tôi qua Zalo, Vibo hoặc là Facebook ở Đồ Gỗ Thành Luân. Chúng tôi có 2 cơ sở Hà Nội, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, và cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Để quay chi tiết cái giường mét 8 quý vị xem, cái giường mét 8 chúng tôi chọn vân rất là đẹp, chọn 2 cái đầu cao và vân rất là đẹp và đặc sắc. Thì luôn xin kính chào, xin hẹn gặp lại quý vị những video lần sau. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.